bà có kể cái sự việc rằng là em Huy tới trao cho bà một ít tiền, nhưng sau đó là thuê xã hội đen hay là như thế nào đó tới lấy lại tiền mà mang danh của em Thép, và sau đó thì lấy thêm đồ đạc trong nhà của bà nữa. Thì em ấy có liên hệ với em nhưng mà không có được. Cách đây 1 năm rưỡi con có tới con thăm bà còn nhớ con không? Bà ơi, ra con nói chuyện này với bà nè. Bà nghĩ là Thép tới lấy đồ của bà và đóng cửa luôn. Hôm bữa có cái em kia tới nói em nói với cái dư, bà nói với em á là con kêu người này người kia tới để lấy tiền lại á bà. Chắc cái đó là hiểu lầm á, có người mạo danh con á chứ không phải con đâu. Cách đây 1 năm rưỡi con có tới con thăm bà, con tặng tiền cho hai bà. Sau khi mà con tặng á là những cái thành phần xấu á. Nhận của em một cái gì thôi. Không, bà cứ ra con nói không, chuyện. Không, giờ tôi không ấy. Không. Vậy, đi vô. Con muốn là con nói chuyện không. Với bà cho bà khỏi hiểu lầm thôi, chứ không có gì tôi hết. Không có muốn nhận gì của ai nữa hết. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nhân cùng với em Cú Đấm Thép đang có mặt tại xã Diên Lạc thuộc địa phận của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Sau một thời gian cũng rất là lâu anh em mới gặp trở lại. Anh Nhân sau một thời gian mà bị mấy anh em Campuchia truy lùng, hôm nay anh Nhân mới xuất hiện cả nhà. Cũng một khoảng thời gian mà mình sống trong cái kiểu là áp lực dư luận của Campuchia đè nặng quá. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng đỡ một phần nào đó rồi, bởi vì là hai bên đó, hai nước đã có sự hợp tác để mà đưa các bạn trẻ bên đó về rồi, cũng an tâm rồi. Nói chung là những cái chuyến hành trình mà anh Nhân với anh Phong Bụi đi giải cứu những cái nạn nhân mà bị bán sang Campuchia thì tất cả khán giả cũng có một số người coi cũng đã biết cái công việc phải nói là rất là nguy hiểm luôn. Mà bây giờ thì bên Campuchia thì anh em đang truy lùng anh Nhân quá, bắt buộc anh Nhân phải trốn, và trốn trên kênh của Cú Đấm Thép như cái nhà. Thì lý do mà hôm nay Thép ra gặp anh Nhân có một cái chuyện phải nói rất là buồn luôn. Thép nhớ không nhầm là ngày 26 tháng 5 năm 2021, Thép đăng tải chia sẻ với tất cả mọi người một cái video là hai bà lão sống trong ngôi nhà đầy cổ kính. Cái video hôm đó thật sự mà nói là cái hoàn cảnh và cái ngôi nhà đó là anh Nhân chia sẻ cho Thép. Hôm đó thì vô tình thôi cả nhà. Thì lúc trước khi anh Nhân có tới tìm bà mà không có bà nhà. Anh tìm mấy lần á? Không có. Nhưng mà cũng hên bữa đó là Thép vào thấy hai bà ở nhà mà sống trong cái ngôi nhà phải nói là nhìn rất là xót luôn. Thép vào thì họ thăm hỏi cuộc sống, phải nói là cuộc sống rất cơ cực. Và sau khi mà ăn bữa cơm nhà bà thì Thép quyết định là tặng cho bà số tiền là hình như lúc đó Thép nhớ là 2 triệu để tặng cho bà mua gạo. Đấy, thì cái video đó đăng tải một cái thời gian tính thời điểm hiện tại á, là lúc đăng tải là 26 tháng 5 năm 2021, bây giờ là 1 năm rưỡi rồi cả nhà. Thì vô tình đêm hôm qua thì có một em làm YouTuber mới liên hệ với anh Nhân, nói là em trong quá trình mà em đi quay YouTube á, thì vô tình quay cái nhà bà lão đó. Thì cái sự việc như thế nào anh Nhân kể cho em? Thì em ấy là em Hưng David, cũng là một cái kênh YouTube em ấy mới làm. Thì em ấy là được người dân chia sẻ về cái hoàn cảnh của hai bà, thì em ấy cũng muốn ghé thăm. Và sau khi em ấy ghé thăm á, thì bà có kể cái sự việc rằng là em Huy tới trao cho bà một ít tiền, nhưng sau đó là thuê xã hội đen hay là như thế nào đó tới lấy lại tiền mà mang danh của em Thép, và sau đó thì lấy thêm đồ đạc trong nhà của bà nữa. Thì em ấy có liên hệ với em nhưng mà không có được, bởi vì là nhiều khi em Huy bận việc á, không có nghe điện thoại kịp á. Thì chắc là sự việc này nó như thế nào thì em chắc em phải gặp em Hưng rồi em ấy chia sẻ thêm. Đúng rồi. Chắc Thép nghĩ là bà hiểu lầm, với lại mình vào mà thăm bà chắc có lẽ một cái số thành phần xấu nào đó nó biết á, nó vào nó là lấy tiền, cái số tiền của em cho là lấy luôn hả? Lấy luôn. À, chắc là có lẽ là cái sự việc như thế nào mình cái gặp cái chủ kênh YouTube mà hôm bữa quay cái video đó mình hỏi cho kỹ nha. Thì mời tất cả mọi người đồng hành cùng Thép nha, đi thôi. Chào em. Dạ em. Chào anh, em chào anh, em chào anh nha. Em tên gì? Dạ em tên là Hưng. À Hưng hả? Dạ. Em thì cái sự việc đó là hôm bữa em có một cái kênh YouTube nhỏ, kênh của em là Hưng David á.
cũng chuyên về tâm linh với lại cũng quay những hoàn cảnh khó khăn á. Thì hôm bữa đó vô tình là em tới cái nơi cái mà anh Thép và anh Nhân rồi đã có ghé que á. Thì em không biết thì trong cái đoạn video đó em quay là có nghe bà nói là anh Thép á là tới đó cho quà từ thiện này kia. Xong rồi quay cái video đó là anh chỉ cho tiền thôi, cho 2 triệu. Đó, thì bà nói là qua ngày hôm sau là anh Thép có thuê xã hội đen tới để mà lấy lại toàn bộ cái số què đó anh nè, với lại lấy những bộ chân đèn cũng như chum lưu, tất cả những trong đồ trong bà, trong nhà bà là bị lấy đi hết. Là bà nói là anh lấy. Em thấy cái sự việc đó nó có một cái uẩn khuất gì đó, là em thấy sợ ảnh hưởng tới cái danh tiếng này của anh, cho nên là em mới liên hệ với anh. Bữa giờ mà không được thì em mới nhờ anh Nhân đây, Nhân là liên hệ với anh có để anh em mình có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay để mà tới mà xác minh cũng như là mình làm rõ cái sự việc này, để cho những cái hiểu lầm anh nó không đi quá xa để ảnh hưởng tới những cái hình ảnh không tốt của anh. Rồi ok em, anh hiểu. Trước nhất thì anh cũng cảm ơn em đã hiểu mấy khi mà được những người anh em hiểu chuyện như vậy cả nhà. Bởi vì làm cái gì nó cũng có cái sự cạnh tranh nữa ha. Nhiều khi anh em hiểu mình thì liên hệ mình để giải đáp cái vướng mắc đó thì cũng tốt. Có nhiều anh em thì không hiểu thì cứ sẵn cơ hội đó dập luôn. Hốt luôn ha. Để nổi. Anh cũng cảm ơn Hưng đã hiểu cái công việc rất là nhạy cảm luôn. Công việc thiện nguyện thì đôi khi nó rất nhạy cảm. Cả nhà cứ nghĩ đi, mình đi giúp người ta, tự nhiên cái người ta quay lại người ta nói mình là đi lấy tiền rồi đi ăn cắp đồ của người ta nữa. Thì nghe có vẻ thì nó rất là bực, nhưng mà đối với bản thân Thép thấy là chuyện nó không có gì hết, tại mình không làm thì mình cảm thấy ở cái mình đâu có gì đâu phải sợ. Thì chắc là cái sự hiểu lầm, cái người lớn tuổi thì họ suy nghĩ nhiều khi mình cũng không có hiểu được họ suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cái này mình phải Thép phải chính Thép tới hỏi bà thử bà nói như thế nào, chứ mình cũng không thể nào trách bà được. Dạ đúng rồi. Nhiều khi bà tưởng thiệt, với là hồi giờ bà cũng chưa biết mình là ai á, rồi bà lại đi nói hàng xóm đó đúng không? Đúng rồi, em có nghe là bà nói là bà đi ra ngoài chợ ngồi, thì em cũng nghe người hàng xóm xung quanh nói là bà có ra bà nói là anh Thép là như thế này, là em sợ những hình ảnh đó nó đi xe quá, nó sẽ không hay, cho nên em mới tìm cách liên hệ với anh và anh Nhân để mà anh em có cuộc gặp gỡ đó mà tới làm cho sáng rõ cái vụ việc này để cho những cái sự hiểu lầm nó không có bị đi xe quá. Rồi ok, thì cảm ơn em nhiều. Thì hôm nay anh em mình quyết định đi tới để thăm hỏi. Anh cũng có mua ít quà để tặng bà luôn. Để hôm xe anh em mình đi tới đó để thăm hỏi rồi hỏi như thế nào. Chứ Thép nghĩ là không có chuyện gì cả nha, hiểu lầm thôi mà. Với lại cái công việc thiện nguyện thì Thép đã lường trước được cả nhà. Thép nói với những anh em hoài, Thép nói là sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ rơi vào một cái thế như thế này. Và quan trọng là đừng có cái tinh thần mình đừng có căng thẳng quá, bởi vì mình không có làm gì xấu hết. Bởi vì mình cứ thả lỏng bình thường ra, mình giải quyết vấn đề một cách êm xuôi nhất. Mình cũng đừng trách móc cái người mà nói xấu mình, bởi vì họ mình trách họ cũng không có được gì hết, tại họ không hiểu. Mình không trách làm gì hết, bởi vì mình tới nói họ cho họ biết được cái sự việc. Mình thì không sao, nhưng mà lỡ họ có nghĩa họ cay cú trong lòng họ thấy cũng tội thôi. Giờ anh em mình sẽ tới thăm nha. Đây là phần quà mà Thép dành tặng cho hai bà nha. Thì hy vọng là tất cả khán giả hãy đồng hành cùng anh em tụi mình để vào thăm hỏi để biết được cái sự việc như thế nào nha. Đi thôi. Đây là nhà của bà cả nhà. Trời, em nhìn Huy. Chắc hình như là Thép nghĩ là hình như là bà ít đi đó, sao cỏ bà mọc như cái nệm vậy. Cẩn thận kẹo rắn nữa chứ không dẫn đâu mà. Không có ở nhà. Ôi, có người rồi. Có người kìa. Có. Bà ơi, bà còn nhớ con không? Con cách đây 1.5 năm con có tới con thăm bà còn nhớ con không? Bà ơi, ra con nói chuyện này với bà nè. Bà nghĩ là Thép bà tới lấy đồ của bà đóng cửa luôn. Hôm bữa có cái em kia tới nói em nói với cái dư bà nói với em á là con kêu người này người kia tới để lấy tiền lại á bà. Chắc cái đó là hiểu lầm á, có người mạo danh con á chứ không phải con đâu. Bà sợ. Hôm bữa cách đây 1.5 năm con có tới con thăm hai bà nhớ không? Không. Bà bị tâm lý. Bà bị tâm lý.
Cách đây 1 năm rưỡi con có tới con thăm bà, con tặng tiền cho hai bà. Sau khi mà con tặng á là những cái thành phần xấu á. Nhận có ai một cái gì hết. Không bà, bà cứ ra con nói không, chuyện. Không, giờ tôi không ấy. Không. Vậy, đi vô. Con muốn là con nói chuyện với bà cho bà khỏi hiểu lầm thôi, chứ không có gì hết. Con không muốn nhận gì của ai nữa hết. Rồi đúng rồi, con không có tặng cái gì cho bà nữa đâu. Bà có nhớ em này không? Quê. Em này hôm bữa là bà nói là bà kể với em đó là con kêu giang hồ tới lấy đồ gì bà đó. Đấy là không phải anh Thiếp đâu, người ta mạo danh anh Thiếp. Người ta mạo danh con á. Về cho anh Thiếp nói chuyện với bà xíu đi. Con muốn cho con 5 phút con nói chuyện với bà con thôi. Con muốn nhận một ai. Quen ngồi đây nói chuyện xíu thôi à. Xong rồi dạ. Đi vô, xong rồi quay vô cũng được. Tôi không nhận gì. Ờ đúng rồi. Cái bà không nhận thì mình không lấy. Nhưng mà phải rõ ràng là cái lúc trước con tặng tiền cho bà là cái thành phần nào nó tới nó lấy đồ của bà. Ý là nó nói thằng Thiếp á. Nó tới nó mạo danh con là lấy lại tiền, lấy lại quà của bà hả? Dọn hết đồ trong nhà tôi rồi, không còn cái gì nữa. Dọn sạch nhà của bà luôn hả? Nó dọn là lấy cái gì của bà? Vỡ nhà tôi sau kia cột kẹo vỡ hết rồi. Đâu vỡ cái nào đâu bà chỉ con xem thử. Đây này. Để cho có một cái gì rồi. Trời ơi tội vậy. Đây cả nhà. Ông bà tôi đổi một cái một món quà cho con cho cháu mà bây giờ dọn hết cái cổ xưa của ông bà tôi. Đây này. Trong này dọn không còn một cái gì nữa hết. Ủa có gì đâu mà dọn ta? Ấy là nó dọn cây hay dọn cái gì? Gỗ. Ủa bao nhiêu cột bao nhiêu kèo tôi nên dọn hết luôn. Ấy là nó dọn trước khi con tới hay sau khi con tới? Trước có sau có. Là sao ta? Ý là con hỏi là trước khi con tới nó đã dọn rồi hay là sau khi con quay video nó dọn? Dọn trước dọn rồi mà khi mà quay video á là dọn tiếp. À là dọn tiếp hả? Dọn tiếp. Là cái người đó mà tới lấy tiền á là mà lấy. Mà tôi bước ra đây á, tôi bệnh giờ tôi bệnh nặng tôi chạy bệnh viện trợn trắng mắt tôi xuống dưới đó tôi kêu cứu. Ở nhà tới vợ của tôi dọn chân đèn đồ dọn hết rồi, đậu đồ dọn hết rồi. Vậy là nó biết bà đi khám bệnh á, nó vô nó dọn chân đèn. Đấy, có nghĩa là chân đèn mà tôi đỡ trong tủ đã vào dọn trước rồi. Đã vào dọn trước một lần đã biết rồi, đã thám thính tình hình là biết là bà đi bệnh viện. Chứ không phải là bà cứ nghĩ là cái băng nhóm của con, chứ thật sự con đi làm việc. Cái bữa trước là quay phim chụp hình cho tôi một số đồ đó. Không, con cho tiền, con cho tiền chứ không cho đồ. Sau này á là có kêu người khác tới dọn tôi không biết. Ai bà có thằng Thiếp á nó kêu tôi cái ngày mà thằng Thiếp á tới nó cho tôi 1 triệu 2 triệu gì đó. Dạ. Nó nói trong dòng họ nó sao tôi không biết. Nó nói dòng họ của Thiếp tới dọn hả? Nó nói dòng họ nó cho tôi tiền. Cho đồ. Rồi từ cái ngày đó nó mướn cái thằng trọng đầu tự ngày đó con mắt tôi muốn đuôi rồi. Cái bao tử tôi bỡ rồi. Là bà cứ nghĩ là con là băng nhóm của con dọn hả? Tôi nói trong băng Thiếp tôi không biết. À, bà cứ nghĩ là trong băng nhóm của Thiếp. Cả nhà thấy nghĩ cũng đau đầu không? Có nghĩa là cái video đó là khán giả xem thì họ sẽ biết có một cái cảnh bà nói là nhà bà có rất là nhiều người vào dòm ngó và dọn đồ. Đấy là lúc trước khi Thiếp tới là đã bà nói là đã dọn cái này dọn cái kia rồi. Và sau khi mà bà đi bệnh viện là cái anh Nhân có nhớ ngày hôm đó mình tới mình thăm bà trở lại không? Có. Thì hàng xóm mình hỏi hàng xóm là hàng xóm nói bà đi bệnh viện. Tôi không muốn kiếm ai nữa. Tôi muốn kiếm. Tôi cái ngày mà thằng Tiếp nó tới cho tôi vài triệu. Dạ. Trong bữa ăn muốn cho thằng trọng đầu tự ngày đó tới nay tôi gần chết luôn. Con mắt tôi muốn đuôi luôn. Sao vậy bà? Không biết cái thằng đó buồn nhảy sao tôi không biết mà đi vô cho tôi đang ăn bữa trưa. Dạ. Dòng họ nó ngồi trước nhà tôi đây. Dòng họ của ai? Con Tiếp á. Là con á, con là Thiếp á. Dòng họ nó trước đây. Là con là Thiếp á. Chứ bà tưởng Thiếp là thằng nào? Tôi giờ con mắt tôi mù quá tôi thấy không rõ. À thấy không rõ hả? Bà không chưa, bà chưa phân biệt được thằng Thiếp là thằng nào luôn mà kêu. Đúng rồi. Bà kêu em bỏ bùa bà kìa. Ấy là bà nói con bỏ bùa bà hả? Nói cái thằng trọc đầu á. Cái thằng ở Cao Đạo. Cao Đạo. Nó mướn cái thằng đó. Trong bữa đó mướn cái thằng đó tôi đang ăn. Dạ. Đó xin tôi ăn bữa trưa ra quà tiên tiền hoài miết thôi. Dạ. À, bà là bà có nghĩ con Cao Đạo không? Không, tôi không biết. Tôi không biết. Nhưng mà cái thằng thầy đó là tôi biết. Thầy. Thầy hả? Thầy nào ta? Trọc đầu đó. Ủa bà con hỏi cái này cái.
cái tức nghĩ là con quay video xong cái ngày hôm sau nó tới nó lấy tiền mà con cho của bà luôn hả? Cái tiền đó thì tôi xài, tôi trả nợ. Ủa em? Không nói gì hết. Bà nói là có người ta lấy tiền hay là sao? Bữa đó bà nói là có người tới lấy tiền, lấy chân đèn, dọn hết nhà bè luôn. Con cái tiền đó là cháu tôi bên Mỹ này về này cho. Không, cái tiền mà con tặng bà 2 triệu là bà xài hết chưa? Cái tiền bên Mỹ này cho 4 triệu. Là tôi biết cái thằng đó là cái con mà cái quán bánh ướt trước nhà tôi à. Không, ấy con hỏi cái tiền mà con tặng bà 2 triệu hôm bữa. Thì đó, thì tôi trả nợ chứ ăn chút đỉnh còn nhiều trả nợ cho người ta cái chứ giờ ta đòi sao. Tức là cái sự việc đó là bữa bà nói với con á, là sau cái ngày mà anh Thép cho què á, cho tiền á, là qua ngày hôm sau là anh Sếp thuê xã hội đen tới để mà lấy lại toàn bộ tiền què đồ anh Thép cho, đúng không? Bữa bà có nói con như vậy. Cho tôi ở trong tủ á, tôi nằm xuống. Nó lấy cái chìa khóa tôi nó cậy, lấy 2 triệu rưỡi. Bà có thấy người ta vô lấy đồ không hay là bà chỉ là nó tôi lấy? Tôi biết cái thằng đó. À biết thôi chứ không thấy thằng nào vô lấy hả? Mà sao trong lúc ngủ tôi đâu ngay. À, vì sao bà lại nói với con? Có nghĩa là mất trộm nhưng mà không có thấy được thằng nào vô lấy. Bà nói... cái vấn đề là cái gì? Còn cái ra là cái người á đó là hỏi con Quân là tôi biết cái người đó. Cái người đó là cái đám trước nhà tôi, cái gọi là bánh ướt. Dạ. Anh em của cái lò bánh ướt. Giờ chiếm cái đất của tôi, tốt cái nhà kia. Biết cái con đang bán cái đất tốt nhà, giờ sai thằng. Cái thằng con giờ cất cái chỗ tôi nói thiệt rồi. Giờ có nói cũng được. Có nói với nói gì kia bằng nó cũng được. Dạ. Tôi hỏi đất tôi đi ra ngoài giếng mà cái con nó bán. Chiếm đất của tôi nó bán. Nhà của tôi còn kèo tôi nó giữ không còn cái gì nữa. Là bà đã kể với Thép là trước khi mà Thép quay là bà đã nói là mất mấy những cái thứ đó rồi. Và vô tình á, là mình sau khi mình quay video á, là sẵn cái dịp mất sâu luôn là bà cứ nghĩ là mình. Dạ, đúng rồi. Bà cứ nghĩ là cái thằng Thép đồ nó cao tay rồi nó hiểm bồ hiểm nộ. Nói chung thôi bà lớn tuổi rồi bà nói sao nói mình cũng không có buồn bà cả nha. Mình chỉ tôi sợ. Cái ngày á, mà mướn cái thằng trọc đầu tới giờ là tôi không còn cái sự. Đưa bà vô nhà cho đỡ mũi cắn. Đưa bà vô nhà. Bà cứ nghĩ là ai mướn Thép tới không à. Trời ơi. Còn cái họ tôi còn mới sợ là cái người tới kiểu hỏi bà này, bà chạy tôi quét xong, họ bà còn quét được. Ra đứng quét xong tôi ngờ chỗ trời kia. Là tôi biết cái người đó. Cái người đó trong cái băng nè. Dạ. Cái người đó là trong băng nè. Không có đâu bà. Không, đó tôi nói gì rõ cho mấy cậu nghe. Tôi ngờ đây. Bà còn quét được ra sai bà quét. Bà mệt quá, bà đứng trống nè. Dạ. Đứng trống gì, trống nạnh gì. Bà cứ dồn lên trời mày. Rồi cái người đó tớ hỏi con Quân tớ chưa. Quân là ai bà? Con Quân khùng á. Con ở phía trong đây. Dạ. Tớ dắt bà đi giết mấy lần mẫu rồi. Giết bà mấy lần mẫu rồi. Thôi bà ngồi xuống, tôi thấy bà mệt, bà ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây nè bà. Còn cái ngày mà trọc đầu tớ giờ là con mắt tôi muốn đuôi rồi. Đấy con này, cái thằng trọc đầu là thằng con này. Bà thấy cái đầu trọc rõ không? Tôi không biết. Tôi không biết mình vuông như từ cái ngày đó là tối nay tôi không biết. À là mắt bao giờ mờ hả? Chắc... Mắt giờ mắt tôi mờ rồi. Chắc tại bà lớn tuổi á bà. Bà lớn tuổi mắt bà mờ á. Chứ bà đừng có đổ thừa tội con. Con đâu có làm cái gì đâu mà. Tôi không biết. Con đâu có bị yểm bùi yểm thép gì đâu mà bà nói. Không biết. À, thì cũng nói người ấy vậy tôi đâu biết đâu. Giờ tôi nói chuyện mấy cậu. Em Hân thấy chưa? Nói chung là người già họ suy nghĩ đâu họ nói đó. Yeah. Nãy giờ nói thì em đã hiểu rồi phải không? Yeah. Bởi vì anh em mà làm YouTube á, nhiều khi quay những cái cụ già hay là quay những người ta nói gì mà không có đúng với cái suy nghĩ của mình á, thì mình nên suy xét lại coi thử người ta có vấn đề về tâm lý không? Cái thứ hai là người ta có lớn tuổi hay chưa? Không? Bà nói giờ bà nói ai lấy đồ bà nhưng mà khi trong đèn của tôi chạy tủ lấy không còn gì nữa, 7-8 cây đậu bàn tròn. Thì có lẽ biết sao không? Nhà bà nhà cổ thì nó nhìn vào nó biết ở nhà bà nhà cổ nó có cái này cái kia, nó đã lấy lần trước rồi thì lần sau nó me bà đi bệnh viện vào lấy đó bình thường. Bữa đó bà đi bệnh viện nó vô nó dọn sạch luôn hả bà? Tôi đi biết thôi, 24/24 mà. Nó dọn chân đèn nó còn dọn gì nữa không bà? Đậu rồi nó dọn hết không còn cái gì nữa. Ghế đâu hả? Đậu. Trời ơi. Nó lấy có nhiều không bà? 7-8 đấy đậu hoàn toàn. Nhưng mà con thắc mắc gì? Là cái cây nó nằm trên nhà làm sao nó lấy được ta? Trời ơi. Nó leo lên nóc nhà nó gỡ cây luôn hả? Đây này ra tôi chở cho.
để cho bà chỉ cho cả nhà xem sao mà có thể nào leo lên nóc nhà nó gỡ được cái cây ta. Tại vì họ cũng mất, tôi thấy còn gỡ, tôi biết cái người đó trong cái băng nào. Dạ. Đây. Đây cái nhà cất. À cái cất. Cây hả? Không, cái nhà đang cất đây nè. Không, bà đừng có chỉ vậy tội người ta bà. Không, tôi nói rõ ràng tôi đi bây giờ tôi nói cả nhà theo. Chỉ đồ ảnh hưởng tới người ta nhiều lắm. Chưa chắc người ta lấy không, mình thấy là không có hợp lý. Bà chỉ thì vậy bà mất công người ta không, nói bà. Không, tôi không bao giờ tôi chỉ bà. Chứ cái cây nhà ai lấy làm gì? Trời ơi, gỗ ngày xưa. Bây giờ tôi nói thiệt cậu. Cái con mà bán rau hành vừa kia, tôi thấy cái gỗ của tôi nó nói trong cái băng á. Thôi bà đừng có nói tội người ta. Không, tôi nói rõ của tôi nói. Đây này, cái lò bánh ướt đây này. Đó. Bà nói gì là tội người ta chết. Không, cái lò bánh ướt đó nè. Thôi bỏ qua bà. Chắc bà nhớ đâu rồi nói từng bậy cả nhà. Không, tôi không bao giờ tôi nói bậy của tôi là tôi không bao giờ tôi nói bậy. Nhà của tôi dọn hết không còn cái gì nữa. Tôi giờ tôi không muốn tiếp ăn nữa. Tại vì cái vấn đề ở đây là nó tại vì hôm bữa là ngồi xuống đây con nói chuyện bàn tí là con về. Không sao đâu. Ngồi xuống ăn. Bà thả lỏng đi. Mình chè chuyện xíu à. Ừ. Thả lỏng đi chứ đừng có căng thẳng quá, đâu có gì đâu. Tại vì hôm bữa con vô con quay á là bè có nói anh Thép á là cho tiền đó á, cho què đó á, là qua ngày hôm sau á là anh Thép thuê xã hội đen. Ừ. Vô lấy lại tiền, què với lại chân đèn đồ của bè hết luôn. Đó là tôi bè nói như xuống, tôi nằm xuống mà trong tôi đồ tiền tôi đỡ trong tủ. Người ta cho tôi 4 triệu bè. Chị hai triệu, em 2 triệu, tôi đỡ trong bị thơ đàng hoàng. Mà nó vô nó chạy, nó lục cánh sân nó lấy được 2 triệu rưỡi, tôi đỡ trên chỗ đầu tôi nằm à. Dạ. 1 triệu, nó lấy luôn là 3 triệu rưỡi. Tôi nói thẳng một câu như chị, tôi biết nữa. Rồi đầu năm á, bữa mùng Tết đi chợ, cúng đốt dân mẹ á. Mua đồ đúng rồi. Tôi ngờ xuống chỗ kia thì nó theo tới chỗ kia nó dòm trong tay của tôi tìm hiểu ít. Dạ. Rồi tôi đứng thấy vậy, tôi đứng vậy. Tôi tới chỗ khác tôi ngờ. Nó theo nó coi thử tôi tìm hiểu ít. Là ai theo bà? Đây nè, tôi nói thẳng đây nè. Cái con vợ thằng bán bánh đường rồi. Bà nhớ cái em này không? Giờ mắt mù quá, bà nhớ nữa. Không nhớ nữa. Con mới tới đây chắc cũng cỡ được 1 tuần đó bè. Được 1 tuần hả? Dạ, được 1 tuần rồi á. Mặt giờ nó mồm vậy, bữa ao bữa ngờ cãi với em. Đúng rồi. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Được 80 chưa? Chưa rồi. Được bao nhiêu tuổi rồi? Giờ bệnh quá rồi con ạ. Bệnh là lý do bà già bà bệnh. Ai già chắc bệnh. Bây giờ bà nói con ếm bù bà để bà bệnh là sao được. Bà lớn tuổi bà sẽ có bệnh mắt mờ đồ này kia. Sức khỏe yếu hả? Bà cứ đổ lỗi cho người ta không? Mà trong khi đó nhà bà thì bà cứ nói là mất cái này mất khi mà thật sự mà theo thép quan sát thấy không có gì để mất hết cả nhà. Như cái nhà mà hôm bữa mình đã vô video trước mình đã bà cho phép mình vào nhà hôm video trước mình đã chia sẻ cuộc sống rồi. Nhà không có gì để lấy hết. Mà bà cứ nói mất cái này mất cái kia. Không còn cái gì nữa hết. Thì bởi vì hàng xóm người ta xem người ta cũng rất bực luôn á cả nhà. Người ta nói chỉ rồi tùm lum hướng này hướng kia bánh ướt bánh hỏi gì. Mà trong khi đó chắc gì người ta đã lấy. Cái người đó tao mua cái đất đó là tôi biết. Dạ. Yeah. Tôi biết trong cái băng nào tôi biết. Không phải giờ này mà ngờ tôi nói xấu người ta đâu. Rồi thôi con xin phép bà nha. Bà tuần tỉnh này không phải con làm đâu. Con làm hay không bây giờ bà tin hay không đó là tùy bà, tùy cái suy nghĩ của bà thôi. Nhưng mà con muốn ra để bày tỏ là con không phải là người làm cái công việc đó để sau này bà khỏi bị cái giữ cái khăng khăng cái suy nghĩ trong lòng nó không có tốt rồi bà lại đi nói với hàng xóm rồi nói cái thằng thép này nó bỏ bùa bỏ ngải tôi thì cái đó là ảnh hưởng tới cái danh tiếng của mình để mình đi cái trong cái quá trình đi làm thiện nguyện đấy thì cũng có một số người người ta sáng suốt người ta suy nghĩ người ta nói chắc thằng này nó không làm đâu cũng có một số người người ta sẽ lợi dụng cái thời cơ đó người ta dìm mình xuống luôn cả nhà. Nói chung là xã hội mà đôi lúc nó sẽ có những cái tình trạng đó mình xảy ra. Tôi cũng ngồi chơi đây nè. Dạ. Có một thằng nó quơ hũ lu tôi hết rồi. Rồi còn một cái nữa. À nó lấy lu của bà hả? Chứ sao? Cái lu nó lấy về nó đã làm kỷ niệm mà. À.
Lúc hồi xưa, là ngon mẹ. Dạ. Dầu mới mua được rồi đó. Nó tới đây nè, tôi ngồi đây nè. Nó tới hỏi cho còn cái đó có bé hay không? Dạ. Nãy giờ tôi về tôi nói đi, còn cái đó tôi tức mình, tôi nói đi, tôi nói chuyện gì hết. Dạ. Thôi ba bình tĩnh đi, đừng có nóng nữa chứ. Mình lớn tuổi rồi đừng có nóng, kệ nó lỡ nó mất gì nó mất. Bây giờ biết sao? Nó đã có tâm địa xấu đó, bà nó lấy đồ của bà này thì thôi. Không, không còn gì. Nhà cửa tôi này giờ nó vỡ nát rồi. Nên con dẫn con liên hệ được anh Thép tới đây á bà bữa nay á để cho anh Thép nói cho bà hiểu là cái vấn đề đó không phải anh Thép. Để anh Thép đính chính lại cái sự việc đó không phải anh Thép. Nó mà cái ngôi xưa ai giờ còn ngôi xưa đó. Dạ, nó lấy luôn hả? Nó vỡ hết luôn, cột kèo gỗ xưa nó vỡ hết luôn. Ủa mà sao nó vỡ mà bà không biết ta? Nó leo mấy nhà nó làm rột, nó vỡ cây vỡ nhà mà sao bà không biết? Thì tôi đi bệnh viện tôi nằm tôi đọc. À, đi bệnh viện hả? Tôi đâu biết nữa. Dạ, chắc cũng có thể là nó biết bà đi bệnh viện nên nó vô nó dở. Đấy, cứ bà cứ đổ là cái thằng đầu trọc không à? Đúng rồi, bà cứ đổ thừa anh Thép cho nên là con thấy cái sự việc này nó sai á, nó không đúng với thực tế. Đúng tại rồi. Vì anh Thép là không có phải như vậy cho nên con mới liên hệ anh Thép và anh Nhân ngày hôm nay tới đây á để gặp bè á để đính chính lại cái sự việc này là bè suy nghĩ như vậy là đã sai rồi. Nên mong bè đừng có tuyên truyền cũng như đừng có đi nói này nói kia là anh Thép làm như vậy nữa, tại vì hôm bữa bè có nói con là bè cũng có nói người này người kia để người ta biết là anh Thép là như vậy á thì con thấy cái sự việc nó không có đúng. Nó cũng không có hay cho nên con mới liên hệ anh Thép bữa hôm nay để tới đây để gặp bè để nói chuyện cho nó rõ cũng như đính chính cái sự việc này là sai để có người mạo danh anh Thép để mà làm những cái hành động đó chứ không phải là anh Thép. Trời ơi, thấy đợi đầu không cả nhà. Đồ trong nhà tôi giờ ở chừng cái miếng tôn. Dạ, thôi bà bình tĩnh đi. Chắc là nó biết bà ở mình lớn tuổi nó vào nó làm nó lấy rồi này kia thôi chứ. Giờ mình cũng chả biết ai lấy. Mình cứ nói là nó lấy thôi chứ mình đừng có khẳng định là cái người đó. Dạ đúng rồi. Người ta đâu mình đâu có thấy người ta đâu mà nói. Lỡ người ta mất công người ta đi báo công an người ta kiện ngược lại mình lúc đó khổ nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên là cái bữa thì chiếm cái đất của tôi đó tôi ra tôi nói không vô. Tôi vừa về tới nhà kêu hai thằng công an một thằng thôn một con địa chính vô làm giấy bút biểu tôi ký giấy tờ. Mà bà càng nói càng rối cả nhà thì tốt nhất là thôi mình cũng đừng nói nữa. Dạ. Bà nghĩ sao bà nghĩ thôi, còn khán giả họ xem họ nghĩ sao họ nghĩ đó mình cũng không cần giải thích nhiều nha cả nhà. Nói nhiều nó không hay nha. Thôi bà con xin phép bà nha. Dạ con xin phép bà có tiền đi chợ không? Có rồi. Có rồi hả? Con tặng bà ít tiền đi chợ rồi mua cá nha. Không nhận một cái. Không dám nhận. Không nhận một cái. Bà ngồi bà nghe đài. Bà là cô giáo ngày xưa nha cả nhà. Tội lắm. Làm cô giáo ngày xưa. Không nhận một cái gì nữa. Thôi con xin phép nha. Con về nha bà nha. Bà đừng có suy nghĩ sai về anh Thép nữa nha. Bữa nay anh Thép tới đây là đính chính để cho bà biết á. Đừng có suy nghĩ sai lệch về anh Thép nữa. Anh Thép không phải như vậy đâu. Cho nên bà đừng hiểu lầm anh Thép. Hy vọng là bà đừng có suy nghĩ sai về con là con cảm thấy nhẹ lòng rồi. Còn khán giả họ xem thì họ cảm nhận đó là tùy. Tùy người, mình không thể nào ép cái suy nghĩ của mình. Không thể nào bắt ép người ta nghĩ tốt về mình cả nhà. Người ta từ từ người ta xem và người ta cảm nhận được con người của mình. Đâu có ai mà chẳng nói là mình tốt đúng không cả nhà. Nhưng mà cái góc đúng nhìn ở dưới người ta nhìn đâu. Suy nghĩ như thế nào đó tùy người ta thôi. Nói ai con về nha đâu. Bữa làm món đạp chân xuống tới cái miếng đất nữa. Thôi đừng để bà nói lát nữa rối tùm lum rồi hàng xóm lại suy nghĩ xấu với bà tội cho bà nha. Dạ rồi. Bà lớn tuổi. Con xin về luôn bà. Ý là không. Con cho đỡ que để dành. Không. Không, cái này không phải của con, của anh em này. Không. Con cho không phải là của anh Thép. Cứ việc đem đi, tôi không nhận một cái gì của ai nữa hết. Không nhận một cái gì của ai nữa. Hôm bữa em que em có tặng tiền được cho bà không? Có, em có. Thì cái này của em tặng cho tao đâu có biết. Không. Bây giờ không nhận một cái gì. Để cứ việc đem đi. Thôi, mình cũng tôn trọng cái quyết định của bà. Chứ nhiều khi bà nhận mà bà không được vui thì thôi. Thì sao bà sử dụng được. Rồi con cảm ơn bà nha. Không vui nha. Ấy là que đem vô đi. Cái phần không, que không. Cái phần que này cá nhân con chứ không phải là không. Của không có nhận tin nó không nhận là không nhận mà. Dạ con xin phép bà nha. Con đi nha bà. Không nhận. Con về bà ơi. Dạ vậy thôi con đi bà nha. Tội ghê luôn. Không nhận. Thật ra là bà bị một cái cú sốc.
Em có nghĩ gì không? Có nghĩ rằng là sau khi mà nhận bị một cái cú sốc á, cho nên không dám nhận quà nữa chứ. Mình không thể nào trách được bà cả nhà. Đúng rồi. Bởi vì biết đâu bà đang bệnh một cái căn bệnh tâm lý, thì những người mà bệnh tâm lý nhiều khi ta nói tùm lum tà la hết, đâu thể nào trách được. Thật ra thì chắc có lẽ là người ta mong muốn là tới ký giáp ranh đất để làm sổ đỏ thôi, nhưng bà lại sợ là bị lấy đất kiểu thế. Tại người lớn họ đâu có biết. Đúng rồi. Thôi mình thông cảm như vậy sao? Nói chung là cũng thông cảm, đừng có trách bà này, tội cho bà cả nhà. Bà nói là bà lớn tuổi rồi, mắt bà mờ là do thằng thép nó yếm bùa em chú. Bảo em yếm bùa bà. Thôi chết rồi. Thì sau do đợt sau cái trận mà anh cho què rồi này kia cho tiền á, thì đã có kiểu mạo danh tới á, cho nên là bà sợ luôn. Từ đó bà sợ. Nói chung là trước khi mình tới mình quay bà là bà đã mất cấp rất nhiều. Bà cứ chỉ thép, tôi bị cái này mất cái kia, thì mình thấy cũng thắc mắc. Mình lúc đó mình cứ nghĩ là bà mất thiệt. Nhưng mà sau khi video này mình mới hiểu là chắc có lẽ là bà nhớ đâu rồi nói đó, chứ chưa chắc thì bà mất đồ đâu em. Dạ đó. Nhớ đâu rồi nói đó, nói cái kiểu mà không có bằng chứng này thôi, sao mình biết được. Dạ, đúng rồi. Khổ chỗ đó vậy chứ. Giờ cũng hy vọng là cái đây là cũng là một cái bài học cho những anh em làm YouTube như Thép và Nhân với em đây. Em Hân cũng là một cái bài học. Ví dụ như trường hợp của em Hân, đặt vào trường hợp của em Hân đi. Anh em mình khi mà vấn đề đặt vào cái vấn đề của Thép mà đang gặp cái tình huống đó là phải xử lý như em Hân vậy nha. Nghĩa là gọi cho cái người chủ kênh đó để xác minh cái sự việc như thế nào, chứ đừng có tự ý mà đăng cái tải lên cái video lên cộng đồng mạng thì chẳng khác nào anh em mình tự dìm nhau. Nói chung anh em mình làm chung một cái nghề mà dìm nhau xuống thì thấy nó rất là khó coi vậy nha cả nhà. Đấy, mình tốt nhất phải liên hệ để mình đính chính coi thử cái sự việc có đúng không. Nếu mà sự việc nó sai hoàn toàn thì mình đừng có phép đăng những cái tại cái hình ảnh đó, nó không có đúng á. Rồi nhiều khi những cái thành phần xấu nó lại cắt ghép đồ này kia rồi á, nó lên làm ảnh hưởng tới cái danh tiếng của mình, thì lúc đó trên cái con đường thiện nguyện của mình nó sẽ không còn suôn sẻ nữa. Mình không có muốn điều đó xảy ra nha cả nhà. Đấy, cũng là một bài học cho những anh em YouTube. Còn riêng về bản thân Thép thì Thép đã nhắc với những anh em rất là nhiều. Thép nói là sẽ có một ngày nào đó anh em mình sẽ gặp những cái tình trạng y chang gì đó, từng suy nghĩ trong đầu cả nhà đó, và hôm nay nó gặp rồi, nhưng mà trường hợp đây là không có gì hết, nó chưa đáng để mình phải làm y xèo lên. Ví dụ như bà là một thanh niên nào đó tỉnh táo, mình chắc chắn là sẽ làm rõ chuyện, nhưng bà lớn tuổi rồi, có lẽ là khi mà bà nói chuyện nó kiểu chập chờn là Thép hiểu bà là bà bị tâm lý rồi. Thì rất là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của anh em tụi mình. Bây giờ sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Em có muốn nói gì không? Thì em cũng hôm nay em cũng cảm ơn anh Thép và anh Nhân đã có mặt ngày hôm nay để mà đính chính lại cái sự việc này á. Nó hoàn toàn là nó sai lệch, nó không đúng với cái sự thật mà bà đã nói, để cho mọi người cũng như cộng đồng mạng biết tới anh Thép á là không phải là một con người như vậy. Bà có vấn đề về tâm lý nên bữa đó bà nói như vậy á là hoàn toàn sai nha cả nhà. Để anh Thép tới nay anh Thép đính chính lại sự việc này á, để cho cái mọi chuyện nó không đi xe quá, để cho bà cũng như không có truyền bá những cái thông tin này ra xe nữa. Tại hôm bữa bà nói với em là bà thì kể cho bà con hàng xóm biết là anh Thép là một người như vậy. Cho nên là em mới liên hệ anh Thép và anh Nhân để mà mình đính chính cho nó đúng cái sự việc, để nó đừng đi quá xe. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thép và anh Nhân đã có mặt ngày hôm nay để đính chính cái sự việc này cho nó làm sáng tỏ. Anh em anh Nhân, còn anh Nhân nghĩ sao anh Nhân? Có bao giờ anh suy nghĩ chuyện này xảy ra không? Chưa, anh chưa lường trước được. Thật ra thì anh cũng mong muốn là giúp hai bà lâu rồi, nhưng không có cơ duyên. Nhưng mà lần đó em có cái duyên em gặp hai bà thì anh cũng muốn rằng là tụi mình sẽ góp sức để mà giúp hoàn cảnh như bà. Bởi vì là hai chị em á, sống với nhau mà tuổi già như thế này rồi thì càng ngày người sức khỏe nó càng yếu, mọi người biết người già rồi thì càng lớn thì có một số người già là càng lõng đó nha em. Đúng không? Thì bây giờ thì chúng ta không nên trách hoàn cảnh như bà, chúng ta nên giúp. Mà bây giờ anh em tụi mình không biết giúp như thế nào cả, thì tôi chắc có lẽ đâu có nhận đâu. Mà thì bây giờ chỉ hy vọng rằng là hai bà có nhiều sức khỏe thôi, chứ bây giờ biết sao ha. Vậy thôi. Hy vọng là vậy. Để cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của anh em tụi mình. Bây giờ sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.